học tập tốt mỗi ngày. Quang Hải, rồi rồi, sút ngay. Ui, lên trời rồi. Tiếc anh ơi, nhờ. Cho miếng bánh nè. Ai à, ngon quá nhờ, cảm ơn nha. Tiếp tục nào. Ui, biểu về cứ bảo rồi, bim 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 bim, bim bim. Bim bim đâu? Hết trơn rồi. What? Oh no. Ê, sao vứt rác ở đây? Tí nữa có nhặt hộ mà, chơi game tiếp đi. Hợp lý, hợp lý, đi thôi. Ê, ê, khoan, 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 đứng lại coi. Nè mấy bạn nhắm mấy bạn ăn được bánh trong này á, thì mấy bạn ăn giùm mình luôn cái bịch đi ha. Chứ để gì ô nhiễm môi trường đúng không mấy bạn? Tôi thích vứt đấy, có được không? Bạn làm gì được tôi? Bạn không vứt thì để người khác vứt. Trời, ai cũng nghĩ như bạn, chắc thế giới này chất thành núi rác luôn rồi đó. Đi đâu cũng gặp rác hết á. Bây giờ mình gọi đồng bọn mình tới nha. Phúc ơi, bạn đâu rồi? Không có đâu. Làm gì có ai. Làm gì có. Dọa, chắc không chắn là dọa phải. Rồi. Chắc là do tôi, một mình tôi giọng nó bị nhỏ, biết không? Thế thì là bạn mấy... gọi đồng bọn bạn ra đây xem nào. Mấy bạn nhỏ giúp mình gọi đồng bọn mình được không? Không, không gọi. Bây giờ, trời ơi, vậy bây giờ mình cùng nhau gọi bạn Đỗ Kim Phúc nha. 2, 3, Đỗ Kim Phúc ơi. Đỗ Kim Phúc ơi. Ủa, alo, alo. Ai gọi tôi vậy? Ai gọi tôi vậy? Ai gọi tôi vậy? Tôi nè, tôi nè, tôi nè. Tôi Bảo Ngọc. Phúc ơi, sao thế Ngọc, sao thế Ngọc, sao thế Ngọc? Mấy bạn này hù mình nè, ăn hiếp mình nè, đòi quánh mình luôn á. 1, 2, 3 bày đặt cản này kia các thứ nữa. Tôi nhắc á là bỏ rác vô sọt rác mà không có chịu nghe. À, dám bắt nạt bạn tôi à? Này nhá, đừng có nghĩ là hoa nở mà ngỡ là xuân về nhá. Vứt rác như này là sai lè rồi. Ở đấy mà cái cái gì? Sai đúng không mọi người ơi? Thấy chưa? Đúng mà. Thích cãi đấy, có được không? Giỏi thì bây giờ solo freestyle football với bọn tôi. Ô chơi thì chơi, sợ gì ba nhờ. Ôi trời đất ơi, sợ quá à. Sợ, bình tĩnh, sợ, bình tĩnh. Sợ thiệt đó, sợ rớt tim ra ngoài luôn á mấy bạn. Tim tôi còn có cả rapper Huỳnh Quang nữa. Yeah. Chơi rapper được không? Bên tôi là không có rapper, nhưng mà có Bảo Ngọc là ca sĩ cũng rap được. Chơi sợ luôn. Sợ mình rồi. Và bây giờ sẽ là màn battle freestyle football round 1. Đam mê dâng lên đất trong tim này, cứ nghĩ đến đi con cho đôi chân này đi sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi ba ba bờ, sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Những cái sút bóng rất kiên vì có anh em bên cạnh. Đang thấy cái sức dâng lên cao nào. Mà lên lớp vinh quang. Ai được đứng trên bục huy hoàng? Nếu có lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến thắng vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đó? Thua chưa? Thua chưa? Rapper Huỳnh Quang lên chinh chiến round 2 đi nào. Anh sẽ bắt đầu trước nha. Ok bạn. Ê, ê. Yo. Nhạc phiêu giấy bỏ qua như là công tước. Quang là người con của miền sông nước. 65 Cần Thơ chính là quê Quang. Cánh đồng lúa mát trong vẹn một cái màu xanh. Nhạc Quang bày tỏ như là cơn gió. Trái tim Quang chảy như các bạn đó. Không lấy cắp trái tim không phải đợi săn. Nếu các bạn là do kiếp trước Quang mắc nợ chăng. Yeah. Tới mình nha. Nè để bây giờ tôi nói cho bạn nghe. Sống là phải có ý thức chứ không phải buông lời khó nghe. Không được xả rác bừa bãi. Có ý thức bảo vệ môi trường. Hãy trở thành con quan trời giỏi như thế mới được mọi người yêu thương. Còn một cái nữa các bạn, đừng có suốt ngày cứ ù lì. Cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại là chẳng làm được cái vị trí. Hãy như hai tụi mình nè, hãy cùng cố vận động mỗi ngày. Thua rồi, bảo thua rồi.
cô sẽ mình rồi, rồi, hơn. Bảo Ngọc thắng rồi. Kết kết quả nè, mấy bạn mình chọn đi, mấy bạn mình chọn đi. Mấy bạn chọn ai? Mấy bạn chỉ ơi, mấy bạn chọn ai? Thua chưa, thua chưa? Thua chưa, thua chưa? Mình thấy các bạn cứ bị làm sao ấy. Ờ, bị làm sao? Mấy cái đồ đáng ghét. Ghét cái gì mà ghét? Các bạn đụng thì mình phải chạm, các bạn cảm thì mình phải xúc, các bạn muốn sụp thì mình cho bạn đổ luôn. Sợ chưa, chừa chưa? Dần sao? Sao nào, sao nào? Biết có biết chừa chưa? Ờ, thì tôi hứa sẽ chừa. Tôi hứa sẽ bảo vệ môi trường. Tôi hứa sẽ vứt rác đúng nơi quy định và thực hiện đúng quy định của trường. Được chưa? Ê mấy bạn, hứa gì đâu có thành tâm đâu đúng không? Hứa là phải mình xin lỗi, mình hứa từ đây về sau mình không vậy nữa chứ. Hứa rồi, được chưa? Được chưa, vậy đâu có thành tâm. Thôi thôi thôi, được rồi. Nãy giờ thì mình thấy là hai bạn ấy cũng đã biết lỗi rồi đúng không? Nhớ là từ nay đừng có vứt rác bừa bãi, bảo vệ môi trường nha. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ chúng ta hãy là những bạn nhỏ thật là chăm ngoan này và luôn luôn là bảo vệ môi trường nhá. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hô to khẩu hiệu là cùng cun bảo vệ môi trường nhá. 1, 2, 3 cùng cun bảo vệ môi trường. Yes. Còn bây giờ thì music. Cho ai cũng muốn quay về, cười giòn tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang, cùng đùa vui cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường, từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương. Nhớ đến những phút giây mình cùng ngồi trò chuyện nơi đây, ta dòng chơi vui đùa theo tháng ngày. Sau lại chợt quên mau, giờ sẽ chơi lúc sáng lớp bên ta cùng đã không. Kỷ niệm đó mãi chẳng thể quên, giờ học cứ đến lúc mùa thi đến, cùng sẽ chia bao nhiêu khó khăn bên nhau lúc cần. Nụ cười ấy cứ mãi giòn tan, nụ cười ấy cứ mãi thật trong sáng, để ta mang đi theo suốt đời, mang theo suốt đời. Có kiểm tra gì không? Hình như hôm nay thi toán sinh văn địa lý. U là trời, không biết bây giờ phải làm sao ta. Bà ơi, xíu làm ơn chỉ bài tôi với nha bà. Ê, đeo trên vai chiếc khăn ngoài đỏ thắm, đôi tay mẹ nắm sao đảm tình thương. Tôi không biết là con còn nhỏ lắm nhưng sẽ cùng cô bảo vệ môi trường. Hứa sẽ vâng lời mẹ cha, hứa sẽ vâng lời cô thầy, và hứa vận động 60 phút mỗi ngày. Yeah. Nhớ đến những phút giây mình cùng ngồi trò chuyện nơi đây, ta dòng chơi vui đùa theo tháng ngày. Hãy subscribe.